Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa mùng 6 tháng 9, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an xã Điền Hương vừa kịp thời huy động lực lượng cứu hộ thành công 9 thuyền của ngư dân bị trôi giạt ra biển. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, biển động và sóng dâng cao đã cuốn trôi 9 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng. Tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Điền Hương đã nhanh chóng huy động các lực lượng quân sự, biên phòng và bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành triển khai cứu hộ, nhanh chóng đưa được 9 thuyền của ngư dân vào bờ an toàn. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn, yêu cầu các chủ tàu tắt thiết bị điện để phòng chống cháy nổ, néo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh tình huống xấu xảy ra. Trước đó, để ứng phó với siêu bão số 3, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ sở dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí, nhà hàng ven biển, ven sông, đầm phá, các khu du lịch cắm trại, dã ngoại ngoài trời, các khu du lịch, bãi tắm suối, thác, có phương án đảm bảo an toàn cho du khách trước khi bão đến và mưa lớn xảy ra. Các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông, cầu qua cửa biển Thuận An, đê chắn sóng cảng chân mây, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện, đề phòng gió mạnh, sóng lớn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức giả soát phương án di rời dân ứng phó với bão, nước dâng do bão. Theo phương án, khi bão số 3 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, sẽ di rời khoảng 13.510 hộ với 46.073 khẩu đến nơi an toàn. Sáng mùng 6 tháng 9, nhiều khu vực ở huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xuất hiện những đám mây kỳ lạ như sóng thần trên bầu trời khiến nhiều người xôn xao. Theo hình ảnh ghi lại, đám mây xuất hiện thành từng dải và kéo dài theo dọc bờ biển. Những đám mây đen với hình thù kỳ dị xuất hiện trước cơn bão khiến nhiều người dân lo sợ xảy ra thời tiết cực đoan. Chị Quỳnh Trang ở thị xã Hồng Lĩnh cho biết, trên đường từ thị xã Hồng Lĩnh đi thành phố Vinh thì xuất hiện mưa lớn và các đám mây đen khổng lồ. Chị Trang nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy những đám mây này xuất hiện nên đã lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Theo ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hiện tượng này gọi là giải mây hoàn lưu xa của bão, thường xuất hiện trước hoặc sau cơn bão. Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh lý giải, đây là hiện tượng tự nhiên, khi đuôi bão quét qua thì xuất hiện giải mây kéo dài từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đây cũng là dấu hiệu của cơn bão mạnh, giải mây này sẽ gây mưa lớn, lốc xét cho những nơi xuất hiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão Iagi (bão số 3) trên biển Đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 200 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 620 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Trong 24 giờ tới, bão Iagi cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 7 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 Iagi trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý người dân không nên chủ quan và tuân thủ một số khuyến cáo ứng phó với siêu bão số 3. Người dân cần theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Mọi người chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong ít nhất 7 ngày, kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao. Cùng với đó, người dân cần xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả thành viên trong gia đình, chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Các gia đình cần gia cố, trăng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, tháo dỡ biển quảng cáo áp phích có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn công trình đang thi công, gia cố chuồng trại gia súc gia cầm, tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản. Các địa phương đảm bảo an toàn tàu thuyền nơi neo đậu, bảo vệ lồng bè thủy sản, tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu, tròi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, nhất là người dân trên các đảo, lưu các số điện thoại cứu hộ cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Đặc biệt, Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân nên ở nhà từ sáng mùng 7 tháng 9, trước thời điểm bão Iagi dự báo đổ bộ vào đất liền. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, người dân vẫn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn xã. Người dân nên ở trong nhà, nơi trú ẩn, nếu buộc phải đi ra ngoài thì mang theo các vật dụng như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại để thông tin khi có sự cố. Bên cạnh đó, phải thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn cứu hộ. Nếu được lệnh sơ tán, người dân hãy mang theo các đồ dùng thiết yếu cho gia đình và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý tuyệt đối không ở trên tàu thuyền đã neo đậu, lồng bè, tròi canh khu vực nuôi trồng thủy sản, không trú tránh dưới gốc cây cột điện, vật dễ gãy đổ, không đi gần hoặc dẫm lên các đường dây điện, cột điện bị đổ, vân vân. Người dân cần tiếp tục theo dõi tin tức và cập nhật tình hình thời tiết ngay cả khi bão đã đổ bộ vào đất liền, chỉ được phép về nhà từ nơi sơ tán khi có sự cho phép của chính quyền địa phương. Đồng thời chú ý đến các yếu tố nguy hiểm như đường dây điện bị đứt và nước nhiễm điện, vì thông thường khi bão tan, khả năng lũ lụt vẫn còn xảy ra người dân cũng tuyệt đối không đến gần hoặc đi vào các tòa nhà đã bị hư hại, ngập nước. Tuân thủ theo các biển cảnh báo khi lái xe, không đi vào đường bị ngập nước hoặc có chứa ngại vật, ngay cả với phương tiện lớn, vì phương tiện có thể bị nước cuốn trôi hoặc nguy hiểm. Sáng mùng 6 tháng 9, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, bão Yazi tác động gián tiếp đến các tỉnh phía Nam gây mưa cục bộ với lượng mưa kéo dài. Bà Lan nói, trong những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam sẽ xuất hiện mưa lớn về chiều tối, nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam mạnh, còn bão Yazi chỉ ảnh hưởng gián tiếp. Theo chuyên gia thời tiết, mặc dù chỉ ảnh hưởng gián tiếp bởi rìa Tây Nam hoàn lưu bão, nhưng các tỉnh Nam Bộ, vùng biển phía Nam gió rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 4 mét, trên đất liền gió giật mạnh, rông lốc rất nguy hiểm. Còn theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và rông, trong cơn rông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến cấp 14 vùng gần tâm siêu bão đi qua, cấp 15 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Dự báo khoảng trưa mùng 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm mùng 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 12 đến cấp 14 giật cấp 17, biển động dữ dội. Cập nhật diễn biến bão số 3 Iaji, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng đêm mùng 6 tháng 9, siêu bão số 3 sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, sau đó di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 16, ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khi vào đất liền, Bão có thể còn mạnh cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 13 đến cấp 14. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến chiều mùng 5 tháng 9 đã kiểm đếm hướng dẫn tránh bão cho 51.319 tàu cá với 219.913 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam quân đội đã huy động tổng số 457.469 người, gồm bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên và 10.124 phương tiện, gồm xe đặc trùng, ô tô, tàu thuyền, máy bay, sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3. Tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 3, bên cạnh thông tin về tình hình chuẩn bị phòng chống bão, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến chưa đến tối thứ Bảy, vùng tâm bão sẽ đổ bộ đất liền. Nhưng ngay từ đêm mùng 6 tháng 9 đến dạng sáng ngày mùng 7 tháng 9 sẽ có mưa lớn, gió mạnh. Về thời điểm bão đổ bộ từ ngày mùng 7 tháng 9, ông Luận khuyến cáo từ sáng mùng 7 tháng 9, người dân nên ở nhà vì dự báo bán kính hoàn lưu của bão Yazi rất rộng. Ngoài ảnh hưởng của bão, còn có thể có rông lốc xảy ra trong khi hiện nay người dân sử dụng mái tôn, biển quảng cáo rất nhiều, cây xanh cũng có nguy cơ đổ gãy cao. Đối với vùng đồng bằng ven biển, ông Luận yêu cầu di rời, sơ tán người dân ở nhà bán kiên cố, có thể bị sập đổ khi bão đổ bộ. Khu vực trũng thấp cửa sông, ven biển, tùy theo tình hình thực tế, có phương án cho học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trọng điểm đê biển, đê cửa sông sung yếu, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó với cường độ mạnh hơn thiết kế. Ông Luận cho biết, cơn bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, có thể đổ bộ vào miền Bắc. Hiện dọc các tuyến ven biển có nhiều khu công nghiệp, nhà xưởng lớn, nếu không chẳng chống ngay thì sẽ không kịp nữa. Ông Luận cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo an toàn hệ thống điện từ các cột điện, bởi có những năm bão chưa to đổ bộ nhưng ở Nam Định, Thái Bình, cả nghìn cột điện đã bị gãy đổ. Theo ông Phạm Đức Luận, một số cơn bão trước đây có hoàn lưu rộng, ảnh hưởng nhiều ngày sau khi tan bão, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Đặc biệt, nguy cơ tàn phá của bão số 3 rất cao. Ngoài ra, có tình trạng lơ là chủ quan với ứng phó bão ở một số bộ phận người dân, địa phương. Vì vậy, ông kêu gọi bà con kiên quyết không ở lại lồng bè khi có bão đổ bộ vào bờ.